Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta trở lại Thu Thiêm để tìm hiểu về cái dự án Empire City. Thì đây chính là cái khu vực của Empire City. Nó có tổng diện tích là 14,5 ha, tức là 145.000 m². Thì cái dự án này nó có tất cả là 4 giai đoạn. Thì hiện tại là đã xong giai đoạn 1, đã xong cái khu vực này, MU4 và MU7. Và hiện tại là đang thi công cái giai đoạn 2. Trong đây là có MU5, MU6, MU8 và MU11. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn xây dựng MU9 và MU10. Và giai đoạn thứ 4, giai đoạn cuối cùng là xây dựng 3 cái tòa nhà MU1, MU2, MU3. Họ ghi đây nè, MU1 là tòa nhà cao nhất nè. Rồi kế đến là MU2 ha. Rồi thấp hơn chút xíu nó là MU3. Cái MU4 này thì coi như đã hoàn thành, tức là 34 tầng nè. Còn MU5, MU6 thấy cao hơn ha. Kế đến là MU7 thì coi như đã hoàn thành 30 tầng. Rồi cái đây là Nara, tức là MU8. MU8 này thì họ đã ghi chú sẵn là 29 tầng. MU9 bên đây cũng chưa có ghi số tầng ha. Còn MU10 thì cũng vậy, cũng chưa ghi số tầng. Có MU11 là đang thi công đây, thì ghi rõ đây là 16 tầng. Mới đây, công ty liên danh thành phố Đại Dương, chủ đầu tư của khu phức hợp tòa tháp quan sát 88 tầng ở khu vực Thủ Thiêm, kêu cứu vì thủ tục hành chính quá chậm và vì không được cấp sổ đỏ cho các khu đất đã mua. Theo đó, trong văn bản gửi đến Chủ tịch thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng giám đốc công ty thành phố Đế Vương cho biết đến nay công ty đã thực hiện xong việc thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất của khu 2B từ năm 2017. Thi công toàn bộ hạ tầng khu đất được giao đã xây dựng xong 3 cụm chung cư phức hợp với tổng vốn đầu tư dự án đã giải ngân khoảng 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 năm qua, công ty gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư và đất đai để triển khai giai đoạn 2. Do chờ các cấp giải quyết các nội dung kết luận về khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid, khiến kế hoạch đầu tư bị tác động mạnh, chi phí vốn gia tăng đáng kể. Việc chậm đưa cấp sổ đỏ cho các khu đất tại Thủ Thiêm mà công ty đã đóng đủ tiền sử dụng đất ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đầu tư kinh doanh của dự án và thời gian thực tế sử dụng đất ngắn hơn. Đặc biệt là tác động mạnh vào tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài trong liên danh, vốn là các tập đoàn phát triển bất động sản, quỹ đầu tư tài chính đến từ Singapore và Hồng Kông đã gắn kết với Việt Nam lâu dài. Do đó, công ty đề nghị ủy ban thành phố và các sở ngành liên quan ưu tiên cấp phép cho dự án MU8, tức là lô 2-18, cấp sổ đỏ cho dự án bởi đã 4 năm sau khi hoàn thành đóng đủ tiền sử dụng đất là gần 3.600 tỷ đồng, theo phương án nộp tiền một lần trong thời hạn 90 ngày. Nhưng công ty mới chỉ được cấp sổ đỏ cho 3 lô đất trên tổng số 9 lô đất đã được giao. Để có đủ điều kiện triển khai dự án theo tiến độ đầu tư được duyệt và giải quyết quyền lợi chính đáng, hợp pháp của chủ đầu tư, doanh nghiệp này đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị đến ủy ban thành phố chấp thuận cấp sổ đỏ cho các lô đất còn lại hoặc sớm giải quyết cấp trước một lô đất, cụ thể là lô đất 2-13 và 2-18. Trong văn bản, công ty cam kết ngay sau khi được cấp sổ đỏ cho các lô đất và hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản trong phê duyệt và cấp phép theo kiến nghị, công ty sẽ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, bao gồm xây dựng tòa tháp văn phòng trung tâm tài chính quốc tế và triển khai tòa tháp 88 tầng trong thời gian sớm nhất. Được biết, cuối tháng 6 2015, Ủy ban thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu phức hợp tòa tháp quan sát 88 tầng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do công ty liên danh thành phố Đế Dương là liên danh của 3 công ty cổ phần Tiến Phước, công ty bất động sản Trần Thái với đối tác nước ngoài là Capitaland của Singapore và Gulf Capital Partners có trụ sở ở Hồng Kông. Tại thời điểm công bố, dự án có tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ đô. Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên diện tích 14,5 ha nằm ven sông Sài Gòn và trong khu lõi trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến tháng 10 2015, lễ động thổ dự án khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm đã được tổ chức. Đến tháng 2 năm 2017, Ủy ban thành phố ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000. Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc toàn khu sau khi điều chỉnh bao gồm tổng diện tích sàn trên mặt đất được tăng lên từ 730.000 m² lên đến 763.438 m², hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.
Như vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã rõ được nguyên nhân vì sao mà tiến độ của Empire City mình thấy khá là chậm, và nhất là cái tòa nhà điểm nhấn 88 tầng là nhiều người cứ thắc mắc là không biết đến bao giờ thì sẽ được khởi công. Thì với cái việc kêu cứu này, chúng ta đã thấy rõ được nguyên nhân là nằm ở đâu rồi.